Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Sun Studio. Được ra mắt vào năm 2017, iPhone X là phiên bản được Apple ra mắt để kỷ niệm 10 năm chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Ngay lập tức thì tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới khi chiếc máy này không chỉ thay đổi riêng về thiết kế mà còn về mức cấu hình mạnh mẽ đã khiến cho iPhone X trở thành chiếc điện thoại tạo nên xu thế mới cho tất cả smartphone trong giai đoạn năm 2017 và 2018. Và ở thời điểm hiện tại năm 2020 thì chiếc máy này còn lại gì và liệu đây có còn là một sản phẩm đáng mua hay không thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Hãy cùng mình bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, xét về thiết kế thì iPhone X vẫn sở hữu một kiểu thiết kế rất sang trọng với phần khung được hoàn thiện bằng thép, kết hợp với hai mặt kính tạo nên sự sang trọng và bền bỉ. Đây vẫn là một trong những kiểu thiết kế đẹp mắt ở trong thời điểm năm 2020, khi nếu đặt cạnh với những chiếc smartphone khác ở trong cùng phân khúc thì iPhone X vẫn sẽ có một kiểu thiết kế đẹp mắt, ưa nhìn và sang trọng mặc dù đã là một trong những chiếc flagship 3 năm tuổi. Ở phía trước thì iPhone X sẽ được sử dụng kiểu thiết kế màn hình tai thỏ. Tính đến thời điểm hiện tại thì iPhone X vẫn có ngôn ngữ thiết kế mặt trước khá đẹp mắt và theo trend của nhà Apple, khi thế hệ iPhone 11 vẫn sẽ được sử dụng kiểu thiết kế này và điều này thì vẫn sẽ không dừng lại cho đến khi thế hệ iPhone 12, khi mà hiện tại chúng ta vẫn sẽ có những thông tin cho rằng thế hệ này vẫn sẽ có kiểu màn hình này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xét về màn hình ở trên chiếc máy này. iPhone X thì vẫn đang có kiểu màn hình đẹp, trung thực và sắc nét với tấm nền OLED. Được phân giải Super Retina mang đến khả năng hiển thị rất tốt, màu sắc chính xác, độ sáng cao, giúp cho chiếc máy này thì có thể đáp ứng được rất tốt những nhu cầu giải trí hàng ngày. Ngoài ra thì với phần cạnh viền và cạnh dưới màn hình siêu mỏng thì iPhone X sẽ giúp cho người dùng có thể sử dụng màn hình trên một diện tích rộng rãi nhất có thể. Đáng chú ý hơn là iPhone X còn được trang bị các công nghệ rất hay ho như công nghệ Tru Tông để có thể tùy chỉnh màu sắc và ánh sáng theo điều kiện môi trường cùng với công nghệ 3D Top để giúp cho người dùng có được những trải nghiệm tốt nhất trên màn hình này. Chưa kể đến việc iPhone X sẽ được trang bị công nghệ HDR10 để người dùng có thể trải nghiệm giải trí trên các nền tảng như là YouTube hay là Netflix một cách đã mắt nhất. Tiếp theo về camera thì iPhone X sẽ sở hữu hai camera có cùng độ phân giải 12 megapixel và một camera selfie với độ phân giải 7 megapixel. Ở thời điểm nửa cuối năm 2020 thì iPhone X sẽ có thể cho ra được những bức ảnh với độ chi tiết cao, sắc nét và tương thích rất tốt với các ứng dụng bên thứ ba, tương tự như những gì mà camera ở trên các thiết bị iPhone từ trước đến nay. Còn để xét về khả năng quay phim thì iPhone X vẫn có khả năng ghi hình và ghi âm rất tốt và hỗ trợ người dùng tạo ra các thước phim chất lượng nhất. Ngoài ra thì iPhone X sẽ được cải tiến thêm một cảm biến TrueDeep ở mặt trước để giúp cho chiếc máy này có được tính năng Face ID với tính bảo mật khá cao và Animoji để giúp cho người dùng có thể vọc vạch với các tác vụ liên lạc. Tiếp theo, xét về hiệu năng thì iPhone X sẽ được trang bị bộ vi xử lý A13 Bionic kết hợp cùng với 3GB RAM thì máy vẫn sẽ mang đến trải nghiệm vô cùng mượt mà trong các tác vụ thường ngày như lướt web, xem phim, chơi game đồ họa nặng mà không gặp phải bất cứ hiện tượng giật lag nào, mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng. Chưa dừng lại ở đó thì iPhone X còn có khả năng cập nhật phần mềm khá dài do được chạy trên nền tảng của hệ điều hành iOS và người dùng chúng ta thì hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này trong khoảng thời gian 2 năm nữa một cách thoải mái. Cuối cùng về pin thì iPhone X sẽ được trang bị một viên pin 2716 mAh. Tuy nhiên thì thời lượng pin của iPhone X sẽ không hề ấn tượng do được trang bị cảm biến TrueDeep khá ngốn pin trong quá trình sử dụng. Điều này thì sẽ khiến cho iPhone X chỉ có thể sử dụng thoải mái trong khoảng thời gian là 3/4 ngày mà thôi. Và để khắc phục vấn đề này thì iPhone X sẽ được trang bị chuẩn sạc nhanh 15W giúp đem đến tốc độ sạc nhanh hơn. Như vậy là chúng ta đã cùng nhìn lại chiếc iPhone X ở thời điểm năm 2020. Nhìn chung thì với mức giá dao động trong khoảng 9,5 cho đến 11 triệu đồng, tùy thuộc phiên bản, bộ nhớ và thị trường thì iPhone X vẫn đang là một sự lựa chọn khá ổn trong nửa cuối của năm 2020. Còn các bạn thì sao? Các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc điện thoại này? Hãy cùng comment ở phía bên dưới để chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!